Tử vi tuổi Nhâm Tuất 1982 trong năm 2024 Giáp Thìn. Năm sinh, năm 1982 Nhâm Tuất. Mệnh, đại hải thủy, tức nước biển cả. Xem tử vi thấy rằng, cuộc đời bản mệnh tuổi Nhâm Tuất thường trải qua nhiều khó khăn và thăng trầm khi còn trẻ. Tuy nhiên nhờ sự nỗ lực, nhiệt huyết mà tài vận có nhiều chuyển biến tốt hơn sau tuổi 40, được hưởng đời sống an nhàn và giàu sang hơn. Nam mạng gặp sao Kế Đô, hạn Địa Võng. Nữ mạng gặp sao Thái Dương, hạn Địa Võng. Vậy tử vi bản mệnh tuổi Nhâm Tuất 1982 trong năm 2024 như thế nào? Có lợi cho sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe hay không? Để giải đáp các thắc mắc trên, mời quý bạn theo dõi video. Tổng quan tử vi tuổi Nhâm Tuất 1982 trong năm 2024. Bản mệnh sinh năm 1982 có mệnh thủy, đại hải thủy, tức nước biển lớn. Xét theo thiên mệnh bản mệnh, người tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh hỏa. Năm 2024, người tuổi Nhâm Tuất 1982 bước sang tuổi 42, tính cả tuổi mụ. Năm Giáp Thìn 2024 thuộc mệnh kim, có thiên can giáp và địa chi thìn. Từ đó, xét mối quan hệ giữa cung mệnh, thiên can và địa chi với người tuổi Nhâm Tuất, ta được. Người sinh năm 1982 được mệnh năm sinh thủy, tương sinh với mệnh kim của năm Giáp Thìn 2024, tốt. Thiên mệnh người tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh hỏa, khắc mệnh kim của năm Giáp Thìn, xấu. Tuổi Nhâm Tuất có thiên can nhâm, bình hòa với giáp và địa chi tuất xung khắc với thìn của năm, xấu. Như vậy, đánh giá tổng quan tử vi 2024 của người tuổi Nhâm Tuất tương đối tốt. Bản mệnh trong năm gặp được nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, công danh phát triển. Tuy nhiên năng lượng bản mệnh không ổn định, lúc thăng lúc trầm. Nếu không kiểm soát tốt thì tinh thần dễ bị ảnh hưởng tiêu cực. Công việc trong năm, giai đoạn đầu sẽ gặp một số trục trặc nhỏ, phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng được người thân, quý nhân giúp đỡ nên được thuận lợi, suôn sẻ vượt qua. Nếu có cơ hội mở rộng mối quan hệ, nên tích cực xây dựng và bồi đắp để có thể giúp đỡ nhau cùng phát triển. Các khía cạnh về tình duyên, sức khỏe tương đối ổn định, có dấu hiệu tốt. Tuy nhiên công việc trong năm khá nhiều, sẽ tiêu tốn khá nhiều thời gian. Vì vậy, bản mệnh nên khéo léo cân bằng giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi, quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Trong năm 2024 này, người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 có thể tìm kiếm được một vài cơ hội khẳng định tài hoa của mình. Song vì không đủ cố gắng, nỗ lực nên dễ bỏ dở giữa chừng, nhất là khi phải đối diện với khó khăn. Ngoài ra, bản mệnh cũng thường mắc sai lầm do sự chủ quan, lơ là của mình khi thực hiện những công việc quen thuộc. Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia chưa thực sự ổn định. Hai người thường xuyên tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt, khiến bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng. Để giữ gìn sức khỏe cũng như tinh thần lạc quan khi đối diện khó khăn, bản mệnh nhớ nên chăm chỉ tập thể dục thể thao, có chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ, hạn chế tụ tập vui chơi, sử dụng chất kích thích, đồng thời nên chia sẻ với bạn đời nhiều hơn. Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất 1982 trong năm 2024 theo 12 tháng. Tháng 1 âm lịch, tiền bạc trong tháng này của người sinh năm 1982 có sự tiêu pha cho nhiều công việc. Bên cạnh đó, công việc kinh doanh làm ăn có thể sẽ phải đi lại di chuyển nhiều. Tháng 2 âm lịch, đây là tháng người tuổi Nhâm Tuất có sự giúp đỡ của quý nhân cho công việc liên quan tới làm ăn. Ngoài ra, tử vi tuổi Nhâm Tuất năm 2024, bản mệnh còn dự đoán về sức khỏe trong năm của Nhâm Tuất cũng có sự ổn định. Nếu ốm đau thì cũng nhanh chóng khỏi bệnh. Tháng 3 âm lịch, trong tháng công việc làm ăn của bản mệnh không được tốt. Ngoài ra sức khỏe cũng cần hết sức lưu ý và cẩn thận,
vì cũng không có chuyển biến tốt trong tháng. Tháng 4 âm lịch, tháng này người tuổi 1982 có được sự phù trợ cả âm và dương, nên mọi tiến hành công việc đều được may mắn, không phải lo lắng về trở ngại, gặp hung đều có thể hóa thành cát. Tháng 5 âm lịch, xét theo tử vi tuổi Nhâm Tuất năm 2024, công việc làm ăn kinh doanh của trong tháng 5 có cơ hội mở màng thêm. Tuy nhiên, chú ý khó tránh những bất lợi liên quan tới cửa quan. Tháng 6 âm lịch, tin vui đưa tới cho cuộc sống gia đạo và chuyện tình cảm của thành viên trong gia đình. Đó rất có thể là tin vui về việc đón thêm thành viên mới. Tháng 7 âm lịch, trong tháng rất có thể phải xuất hành đi xa cho công việc. Tuy nhiên, cẩn thận việc đi lại xe cộ trong tháng 7 âm lịch có thể không được thuận lợi. Tháng 8 âm lịch, đây là tháng tử vi Nhâm Tuất năm 2024 đánh giá. Công việc làm ăn chủ về không được tốt lành, nảy sinh nhiều chuyện trở ngại cũng như bất lợi cho công việc. Bởi vậy tháng này, người tuổi 1982 không nên kỳ vọng quá nhiều cho công việc. Tháng 9 âm lịch, công việc làm ăn tháng 9 của bản mệnh bình thường và duy trì được sự ổn định. Tuy nhiên sức khỏe chú ý, vì ốm đau sẽ lâu khỏi được bệnh. Tháng 10 âm lịch, tháng này có lộc về tiền bạc đưa tới cho công việc, cũng như đời sống của người tuổi 1982 Nhâm Tuất. Có thể trong năm bị đau ốm, nhưng nhanh chóng khỏi được bệnh. Tháng 11 âm lịch, trong tháng này, người sinh năm Nhâm Tuất nếu có dự định mở mang thêm việc mới hoặc phát triển cho công việc, nên có sự suy xét kỹ lưỡng, tốt nhất không nên mở mang. Tháng 12 âm lịch, tháng cuối cùng của năm, tử vi tuổi Nhâm Tuất năm 2024 được nhiều điều hanh thông đưa tới. Làm công việc gì cũng chủ về thuận lợi và có thể đạt được kết quả tốt đẹp như kỳ vọng. Về mặt sự nghiệp, công việc năm nay gặp được nhiều may mắn và thành công hơn so với năm cũ. Nếu bản mệnh có dự định kinh doanh gì trong năm thì nên triển khai. Các mối quan hệ làm ăn cũ thường mang đến nhiều cơ hội tốt và an toàn hơn. Bản mệnh tuổi Nhâm Tuất có ý chí và nhiệt huyết cao, thêm vào đó lại nhận được thêm sự trợ giúp từ mọi người, nên công việc diễn ra suôn sẻ, thuận lợi và không có gì đáng lo ngại. Nhưng nếu làm ăn lâu dài trong một lĩnh vực nào đó, sẽ xuất hiện đối thủ cạnh tranh, gây cản trở. Chính vì vậy, bản mệnh không nên chủ quan mà cần tính trước các phương án đối phó để công việc đạt kết quả tốt nhất. Về mặt tài vận, vận trình tài lộc trong năm 2024 có nhiều sự tiến bộ trên đà phát triển. Đây sẽ là năm mà bản mệnh tuổi Nhâm Tuất có nhiều cơ hội gia tăng tiền của, tích trữ tài sản. Tuy nhiên bản mệnh phải biết cố gắng, nắm bắt thời cơ thì mới thu được nhiều kết quả tốt. Chi tiêu trong năm nay cũng cần lưu ý, có thể có phi vụ làm ăn lớn tiêu hao khá nhiều tiền của. Cần cân nhắc kỹ và phán đoán rủi ro để tránh bị thua lỗ. Đồng thời nên hạn chế các khoản thu chi không cần thiết, tiêu xài sao cho hợp lý. Về mặt tình cảm, tình duyên trong năm 2024 của bản mệnh tuổi Nhâm Tuất khá thuận lợi. Tình cảm gia đình hòa hợp, vui vẻ, vợ chồng hạnh phúc, nhận được tin vui từ con cái. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn nên hạn chế cái tôi và sự nóng nảy để có được hạnh phúc viên mãn. Đối với ai còn đang gặp khó khăn, trắc trở trong chuyện tình cảm, thì năm 2024 sẽ nhận được nhiều tin vui tốt, được nhiều người yêu quý, giúp đỡ và sớm gặp được ý chung nhân của mình. Về mặt sức khỏe, sức khỏe bản mệnh tuổi Nhâm Tuất nhìn chung khá ổn định. Tuy nhiên, các áp lực từ công việc có thể khiến tinh thần bị mệt mỏi, căng thẳng. Bản mệnh nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh thức khuya và tích cực thể dục thể thao. Khi có thể trạng tốt, tinh thần thoải mái sẽ giúp nâng cao hiệu quả công việc, tăng khả tư duy và sự tập trung. Đa phần người tuổi Nhâm Tuất đều không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng về sức khỏe trong năm 2024. Có điều đương số sinh xuất cho lưu niên, lại thêm nhiều hung tinh chiếu mệnh, nên khó tránh lúc mệt mỏi, suy nhược cơ thể,
mất ngủ hoặc căng thẳng quá mức. Lúc này cần dành thời gian nghỉ ngơi, có thể đi du lịch xa để giải tỏa. Hung tinh Bạch Hổ và Phi Liêm Đồng tác động, mang tới chỉ báo về tai nạn bất ngờ do xe cộ hoặc sông nước. Người tuổi Nhâm Tuất cần hết sức cảnh giác. Người sinh vào mùa đông dễ gặp xui xẻo hơn cả. Chú ý vấn đề đi lại kẻo dễ bị té ngã, gây chảy máu, tổn thương chân tay hoặc quanh vùng đầu. Khuyên bản mệnh, năm 2024 nên tiếp xúc nhiều với thiên nhiên hơn là ra mình một chỗ. Làm như vậy vừa giúp giải tỏa tinh thần, vừa tốt cho vấn đề xương khớp và huyết áp. Vừa rồi, chúng tôi đã cung cấp cho quý vị những thông tin bổ ích về tử vi quý bạn tuổi Nhâm Tuất 1982 trong năm 2024 Giáp Thìn. Để biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn nữa, quý vị hãy nhấn like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo về kênh. Nếu có thắc mắc về các vấn đề liên quan, quý vị vui lòng để lại bình luận phía dưới. Rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn.